Sếp ơi, đây là cái vườn lan. Và còn đây là ông vua lan. Ui, rộng rãi quá. Vâng. Cậu ấy là người mà giúp em rất nhiều để em trở thành đảo chủ đấy. Chào anh Bảo Bảo. Ôi trời. Này, anh Bảo nhá, đây là sếp của anh. Sếp anh ấy là năm nay không chơi hoa đào nữa mà lại quyết định chơi hoa lan. Thế cho nên là sếp anh đến chọn hoa lan đấy. Bắt tay sếp anh đi. Chào vua của vua lan. Úi giời, vườn lan của chú rộng và đẹp quá, giá trị thật đấy. Chắc có lẽ có khi phải bằng nửa công ty của anh đấy. Mà công ty của anh là phủ sóng toàn quốc. Có lẽ là những cái vườn lan này của chú phải phủ sóng nửa đất nước này đấy. Ôi sếp ơi, có khi là phủ sóng toàn quốc rồi đấy. Này, bao nhiêu cái giỏ lan này, mỗi một giỏ lan là toàn tiền tỷ đấy. Úi dồi, giá trị nó nhiều tỷ lắm. Úi dồi thế hả? Vâng. Cho em hỏi là sếp đến chọn một cành lan để chơi Tết đúng không? Đúng rồi. Okay. Chuẩn, không cần chỉnh. Vậy xin mời sếp lên vườn trên. Ô thế mấy cành lan này thì sao? Mấy cành lan này chưa đạt tiêu chuẩn. À, lại phải lên trên vườn kia. Đấy. Úi dồi ôi, trên này thì đúng lạc vào rừng lan. Đi, em dẫn đường đi. Ok rồi. Cầu thang đây à? Đây, cầu thang đây. Thưa sếp, là em mời sếp vào thăm vườn em ạ. Chú bảo, úi dồi ôi, sao lại đẹp thế này nhỉ? Sếp ơi, em có cảm giác là lạc vào thiên đường mà cứ ngỡ ngàng như đang gặp các nàng tiên nữ ấy. Anh cũng có cảm giác giống y như chú luôn. Đây, sếp ơi. Đâu? Em có ý kiến gọi là nhỏ nhoi của em thôi. Úi dồi, đây. Đấy. Đây, đẹp thế chú. Cái giò lan này là tuyệt vời luôn này. Nó có cái dáng gọi là song long trồng nguyệt. À thế à, úi dồi, anh thấy rất đẹp. Anh nhất trí cây này. Mua cây này nhá. Mua cây này. Chú, cho sếp anh mua cây này luôn. Cây này là bao nhiêu đấy? Bố trí cho anh cành này. Dạ thưa sếp, là cành này mới trị giá là 20 triệu thôi sếp ạ. Nó là hàng bông tầm trung. Thế sao lại 20 triệu? Anh nói với chú ý, cành lan này đẹp mà. Thế song long trồng nguyệt sao chú bán rẻ thế? 20 triệu thì làm sao mà đủ tầm sếp anh. Sếp anh tầm phải cao hơn, tầm tiền 100 triệu hoặc là tỷ chứ sếp nhỉ? Đúng rồi. Này mà này, 20 triệu thôi anh không mua đâu, anh phải tìm những cây độc lạ dị và giá trị hơn để anh còn tặng sếp anh. Đấy, như ban đầu anh bàn chứ, sếp anh là chọn mua cái giò lan nó phải độc lạ và dị, đặc biệt nó phải có giá trị và còn tặng sếp lớn, hiểu không? Đâu, chú xem có cái nào không? Thưa sếp, là mời sếp riêng này ạ. Đó. Đâu? Đây ạ. Đây, em giới thiệu sếp, đây là một cây đẹp độc dị, hiếm. À, này, cái gì mà độc lạ dị hiếm này? Gầy gò ốm yếu, mọc thì lung tung này. Trông tả tơi quá. Anh thổi cái, anh cảm giác là gốc nó sắp bay ra khỏi cái giò này rồi. Em bảo độc lạ gì, chú cứ đùa. Thôi, anh bảo này, sếp anh với lại anh không có nhiều thời gian. Em tìm cho sếp anh cái giò lan nào nó độc lạ, nó đẹp vào nhé. Không, dạ thưa anh, đây mới là giò giá trị nhất. À, sếp ạ, giò này là giò đột biến, độc dị, nó đẹp ở hoa, sếp nhé. Còn cái thân lá thì nó như thế thôi ạ. Hóa ra là dòng đột biến đấy. Dị nhân đấy, không phải đơn giản đâu sếp ạ. Thế à? Hóa ra, nhưng mà nó đột biến như thế nào? Nó đột biến là về màu sắc nhé. Bông này nó là mắt hồng son sếp ạ. Wow. Màu hoa nó mắt hồng son. Đúng là ngoài đời là em với sếp chắc chưa nhìn thấy. Anh cũng chưa thấy. Bao giờ thấy được, thấy thì ai gọi độc lạ. Thế đâu có hình ảnh không? Đây em cho sếp xem luôn. Để anh, đó, đây sếp nhé. Xem nếu mà chọn. Nếu mà chuẩn thì đây này, đấy, xem được chưa? Đấy, mắt hồng son này này. Úi dồi ôi. Quá đẹp. Này chú. Này, rất đẹp. Anh thích cây này rồi. Em nhìn cái hoa lan này với màu này là em cứng lưỡi luôn. Không nói được gì luôn. Ôi, đẹp quá. Này, chú Bạch. Bao tiền cây này? Dạ, cây này là cây năm trắng thủ đô. Em lấy sếp là 2 tỷ ạ. 2 tỷ? Chú bảo điện ngay cho kế toán, nổ tài khoản chứ các bạn. Để anh em mình rước cây này về, sau đó anh sẽ biếu sếp tổng. Mua luôn chứ còn gì nữa. Sếp này thoáng thế. Ôi sao không bằng. Biếu sếp tổng giò lan quý này 2 tỷ. Ôi dồi ôi sếp ơi. Phí chắc phí. Sếp cành lan 2 tỷ này sếp để mà chơi. Sếp phải đi biếu sếp tổng cành lan 2 tỷ, mua cái cành lan nào nó chỉ 500 triệu thôi, cho đỡ phí. Này, đầu chú còn ngắn lắm. Dạ. Mua cây lan này nhưng sẽ thành lập ra mấy công ty nữa đấy. Sếp có cái công ty nào gọi là cho em quản lý với.
Ui giời ơi. Chú cứ học đi. Thế em chuyển tiền luôn nhá. Ok, chuyển luôn. Chúc mừng hai anh em bắt tay nhau đi. Anh cảm ơn chú Mạnh vì cây lan đặc biệt này độc lạ dị lại giá trị. Để anh về anh tặng sếp anh. Anh thì tính thật thà thì cứ cho anh ít tiền để anh gọi tăng cái level của đảo chủ lên. Chuyện đó thì đơn giản, đơn giản. Thôi, rước cành lan về nhà. Rước ngay về. Rước em về với quê của anh. Hai ba, anh sẽ đưa lan, đưa lan đi về. Này, đi cho thật. Cây tươi. Cảm ơn lan nhé. Anh sẽ đưa em, đưa lan đi về. Quá trăng đẹp này. À, tất cả vào đây. Quá. Tất cả dừng lại. Hình như em nhìn thấy có kiếm khách lấp ló đâu đây. Khách nào? Em xin phép đảo chủ, hãy giả đạo pháp để hạ tên kiếm khách này. Có Huyền Trang công chúa đây. Khoan. Khách nào? Ôi sao em bảo diệt tên kiếm khách, đảo chủ lại phóng hạ đổ đao với huynh đệ mình. Phóng hạ này. Này, mày bị đào, mày tỉnh hả? Đây là thực tế ngoài đời mà, không phải là trong game đâu. Em cứ tưởng mình đang chiến đấu. Biết tưởng Huy Long ơi, hơi bị nhập vai đấy. Mà mình đang đi đâu ấy à, đảo chủ? Đi đâu á? Bà? Đi đâu ấy, đi ở đâu, nó ở trên đầu của em ấy. Nhìn nhá, nghe cái. Sao ở đây lại có cả con đường tơ lụa à, đảo chủ? Đẹp thế. Nhị huynh không biết. Chỉ có em hiểu ý đảo chủ luôn. Nhá, đảo chủ là muốn mua lạc đà lên đời hai. Quá giỏi, thằng này thông minh. Đây, cảnh bò giỏi nha. Lạc đà là mình cướp đà. Điên nó vừa thế. Mãi ấy, bây giờ là ngoài đời đây, không phải trong game. Đây. Đang vào đây để mua bia cam mèo với nước ngọt Abet đây này. Cam mèo. Để về còn làm quà cho các cụ, hiểu chưa? Với lại là mình đi chuyến xuyên Việt gọi là trốn Tết thì mình phải có lương thực thực phẩm mang theo. Đạo chủ thật là sáng suốt. Bây giờ mình nghĩ ra. Vào mua bia cam mèo với lại là nước ngọt để còn dự trữ. Đi. Vào trong kho, trong này là có toàn bộ bia cam mèo với nước ngọt Abet ấy. Mỗi người lấy một thùng đi. Khoan, tất cả mọi người hãy dừng lại. Để em nói một câu từ tận đáy lòng em. Em luôn luôn bái phục đảo chủ và đảo chủ luôn luôn là thủ lĩnh tuyệt vời của bọn em. Tại sao đảo chủ không cần ngân lượng, có thể xuyên thẳng từ ngoài con đường tơ lụa thẳng vào trong công ty của người ta và lấy được vật phẩm của người ta mang về? Chúng mày nhé, anh nói luôn với chúng mày biết nhé, anh có 2 bàn tay thôi chứ anh không phải 5 bàn tay đâu mà cho mỗi người 1 tát nhé. Bọn em vẫn đang ở trong game à? Không ạ. Thế sao? Đây là ngoài đời mà sao chưa nhìn thấy bia cam mèo với nước ngọt Abet bao giờ à? Ý em là mình đi từ ngoài đường mà mình vào trong tổng công ty của người ta mà mình lấy bia với cả nước ngọt mà không mất chi phí gì ạ? Mình cũng thấy là mình thật là tài ba đấy. Bái phục. Đảo chủ ấy thấy gọi là đảo chủ có một cái gọi là đây này. Vật báu này chắc là nó giúp đảo chủ có sức mạnh. Đó. Mọi người nhìn vào đây này, báu vật đây này. Đấy, nhìn thấy tin nhắn MB trừ 6 triệu đồng tiền bia camel và tiền nước ngọt Abet. Thế là thế nào ạ? Tức là 6 triệu mỗi người 1 triệu đóng vào đây. Ôi giời ơi, tưởng thế nào? Ôi, mỗi vị bê một cái. Vâng ạ. 6 cái thôi à, không có người ta đánh cho vỡ mồm. Đi. Nào, đây. Nào, đi ra ngoài. Đây, rồi. Đây, nước ngọt. Cơm, đây, nào. Đi. Rồi. Xen. Đấy. Đi. Nhà thì rách nát. Anh kia, mày chắc chắn là nhà này nhà thành phố không? Chuẩn rồi ạ. Mẹ nó đâu? Mẹ nó chắc đi ra ngoài đồng ạ. Thằng này, mày chắc chắn hôm nay nó về không? Chuẩn anh ơi. Thế chú mày vào kia nước với tao. Chúng mày ngồi đây
như ông Thiện ông ngác thế này thì bố nó không dám về. Vâng, mời các ông chuẩn. Dịch dịch vào. Vâng thưa đại ca. Xuân này con về mẹ ở đâu ý à? Mẹ ơi, mẹ ơi, con về mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ đây. Anh... Tiền của tao đâu? Tiền mày trả tao đâu? Em thề với anh là em không mùng đồng nào của anh luôn. Anh đâu ạ? Tiền. Đây, anh đợi em một tí thôi, em lấy luôn. Cho nó chạy, bắt con này lại, bắt con này lại. Thằng chó. Đây, bà đâu? Đây nhá. Chỗ này là tôi sẽ đặt cành đào. Còn chỗ này tôi sẽ đặt chậu quất to. Tôi đặt rồi, 28 họ sẽ trở đến. Ông trang trí đẹp thế này, năm nay nhà mình đón Tết rất là oách đấy ông ạ. Ông ạ, năm nay tôi nuôi được 10 con gà đấy. Các con nó về ăn 5-6 ngày cũng không hết đâu ông ạ. Thế thì tốt, cả năm mới có một cái Tết, gia đình mình phải chuẩn bị chu đáo để đón các con. Anh Cảnh ơi. Anh Cảnh ơi. Anh Cảnh ơi. Anh Cảnh ơi. Này, tình hình sao rồi? Nghe nói em. Anh bỏ rơi tôi để bọn con nó bắt nạt tôi. Nó ăn thịt tôi. Mà nó ăn thịt em á? Bọn chó này á, anh nói luôn này, ăn thịt ai được, ăn thịt người yêu anh sống mãi vào nó một lần luôn nhá. Anh chỉ được anh hùng trong game thôi, ở ngoài anh chẳng được cái tích sợ gì cả. May mà bọn nó chỉ cảnh cáo, may mà nó bảo cho anh 3 ngày để anh chuẩn bị tiền mà trả cho chúng nó ấy. Không á, chúng nó ở nhà anh, chúng nó ăn Tết ở trong nhà anh đấy. Nó chở nhà nhà Tết à? Yeah. Anh bảo này, thề luôn Tết này còn vui hơn là trốn được nợ nhá. Ba thằng đấy cứ ở đấy trông cho mẹ anh ngủ cả ngày cả đêm luôn. Cho nó ăn Tết ở nhà anh luôn nhá. Em không nhớ là chúng mình đi trốn Tết à? À, em. Ừ nhờ. Thôi, không khóc nữa đi. Té đi không nó ra nó đánh cho cả đôi bây giờ. Té. Vào đây. Con chào bố ạ. Con về đây à? Cháu về đây à? Cháu ngồi uống nước. Bố ơi, năm nay con mua bia Camel với cả nước ngọt về để cho bố mẹ uống Tết ạ. Còn về Tết cùng với gia đình rồi còn quà cáp làm gì? Bố ơi, thế mẹ đâu rồi ạ? Mẹ con đứng ở dưới chuẩn bị cơm nước, cháu đi rửa chân tay rồi chuẩn bị ăn cơm. Dạ. Bố ơi, con xin phép là con về con thăm bố mẹ một lúc thôi, xong rồi con xin phép là con với cả bạn gái con là lên thành phố luôn ạ. Thế anh đi đến bao giờ anh về? Ba ơi, nhóm cháu là năm nay không ăn Tết ở nhà và quyết định là năm nay đi du lịch xuyên Việt để ngắm cảnh thiên nhiên ở bên ngoài ạ. Có thật thế không? Dạ đúng ạ. Tết năm nay bố mẹ giúp con là thắp hương cho tổ tiên ông bà. Thì con với cả nhóm bọn con là đi du lịch một lần xem là nó vui không? Thế con đã quyết định chưa? Dạ con quyết định rồi mà xe cũng đang chờ ở đầu ngõ thôi. Con xin phép bọn con đi luôn nhé. Vâng ạ, đã xin phép bác cháu đi ạ. Con đi được bố ạ. Ông ơi, các con đâu hết rồi hả ông? Nó về thành phố rồi. Thế Tết nó lại về hả ông? Không, Tết này chỉ có tôi mới bà ăn Tết thôi. Ôi bà nhớ con quá. Này mẹ ơi, năm nay là vợ chồng con có thùng nước Ambev gọi là tặng mẹ nước ngọt, mẹ uống Tết mẹ nhá. Ôi giời, quý hóa quá, lúc nào cũng nhớ đến mẹ. Mẹ ơi, năm nay mẹ gói nhiều bánh chưng không? Mẹ gói 50 cái như năm ngoái ấy. Nhiều thế? Nhiều gì đâu, thì thằng cu nó thích ăn bánh chưng mà. Con nhỉ? Con bảo này, thì năm ngoái thì mẹ gói 50 cái thế hợp lý. Thế nhưng mà năm nay ấy, thì là
vợ chồng con xin phép nói thế này. Con bảo này, vợ chồng con là quyết định thay đổi kế hoạch. Năm nay là hai bà cháu ăn Tết thôi. Còn vợ chồng con quyết định là đi du lịch một chuyến xuyên Việt. Du lịch? Vâng. Ôi, cả năm mới có một ngày Tết. Không được đâu con. Mẹ ơi, bọn con định học theo phong cách Tây một chút. Một năm mới có mấy ngày nghỉ ăn Tết thì bọn con tranh thủ đi du lịch ạ. Thì mẹ trông cháu hộ con nhé. Con ơi, cả năm mới có một ngày Tết, không được đâu. Khổ quá, mẹ yên tâm. Ê, vợ chồng con bây giờ thời buổi 4.0 rồi. Con đi du lịch thì con vẫn FaceTime, vẫn nói chuyện được với hai bà cháu mà. Với lại là con bảo, bao nhiêu năm vợ chồng con về ăn Tết với mẹ rồi. Ê, cháu nó bây giờ cũng 8 tuổi rồi, hơn 8 năm là ăn Tết rồi. Năm nào con về ăn Tết thì hàng xóm xa cũng cứ bảo là chú Bảo bây giờ người trên phố về. Đúng rồi, con nói thật, riêng cái tiền mừng tuổi nhá, chả biết bao nhiêu mà cho mò. Mà không chu đáo thì lại bị bà con gọi là các cô các bác nói. Còn nếu mà mừng tuổi hết như thế thì chết, bao nhiêu tiền cho vừa. Cho nên năm nay cứ đấy, thằng cháu nó ở với bà, nhưng sau đó là hai bà cháu gọi là đón Tết. Biết đâu cháu nó lại kiếm được nhiều tiền lì xì nhá. Đúng đấy mẹ ạ. Bố anh không có được đùa như thế nhá. Con có đùa đâu. Thôi thì thực ra thì con nói thật, vợ chồng con quyết rồi. Năm nay hai bà cháu cứ yêu thương gọi là đón Tết với nhau. Mẹ tạo điều kiện cho vợ chồng con đi chơi Tết. Đi một chuyến cho nó gọi là khác bọt đi. Thế đi tắm rửa rồi thì vào. Xin phép mẹ, vâng ạ. Khổ thân cháu bà. Có ngày Tết thì nó bỏ lại để cho hai bà cháu ở với nhau. Nhưng mà thôi nhá, hai bà cháu mình vẫn đón Tết như thế. Xong bà sẽ gói nhiều bánh chưng cho con nhá. Nhớ con lắm. Ê, sao bà lại đi một mình thế? Bà nhìn tôi có xinh không? Có đẹp không? Xinh quá trời luôn. Xinh rồi. Xinh quá anh nhỉ. À mà này, cái đảo chủ đâu rồi? Đảo chủ á? Đảo chủ đi lấy mana rồi. Thế à? Mà anh cũng không thấy đội cảnh bò đâu nhỉ? Cảnh bò đâu? Ok kìa, đang gấp ló đầu kia kìa. Ờ. Nhanh lên. Lên. Muộn rồi, nhanh lên. Làm gì mà biết nó. Nhanh lên, muộn rồi. Đuổi bé thôi. Nhi Huynh, lên xe đi. Nhanh lên, lên. Đảo chủ đang đến đâu? Tại sao bây giờ đảo chủ chưa đến? Một giang hồ nó nhìn thấy em, nó chém, mà nó chém cả đội. Ôi dồi, mình đi vượt, phải đi chiến đấu. Đi chơi mà nhở. Nhưng mà kiếm khách nó truy lùng em. Đội là chủ lâu lắm. Thôi chờ anh thêm một tí. Lên xe. Đi lại đâu anh. Đấy, đảo chủ. Sao anh mang kiếm thần làm gì này? Đảo chủ ơi, em biết rồi. Đảo chủ mang kiếm thần đi để diệt quái truy sát em đúng không? Đa tạ. Thần nào? Đây này. Oppo dùng để chụp ảnh. Ôi dồi. Phải có cái này để chụp ảnh như này. Thế mà anh không nói sớm em lại cứ tưởng anh là Dương Quá cầm đồ long đao ra trận cơ. Chú điên này. Chú ấy là chú sống ảo nó vừa thôi. Mà các cô các chú cứ sống ảo trong game mãi này nhé. Là anh cho các cô chú ở Hà Nội luôn đấy. Nghỉ đi chú ạ. Thôi anh ạ. À mà anh ơi, tình hình là cũng muộn rồi, hay là mình chuẩn bị đồ đi luôn đi anh đi. Rồi, giờ đi em ơi. Tất cả lên xe đi qua. Yeah. Anh em ơi, thắt chặt dây an toàn để máy bay của chúng ta chuẩn bị cất cánh nào. Giáng sinh đã đến ơi, cất cánh nào. Are you ready? Đến nơi rồi. Phanin. Phanin, mình đến nơi rồi. Phanin, mọi người đang chờ. Ôi, ôi, nếu mà lên đây, em không hút thuốc mà em vẫn thở ra khói. Thế à? Lên đây mà có ngô nướng này, khoai nướng ngon cực. Ờ. Ở đấy mà Phanin với lại nướng ngô nhá. Có ai lên chất gầm gầm hay không? Ờ. Ờ, chờ em với nào chú. Đảo chủ cho bọn em với. Đảo chủ. Đẹp quá.
tiên cửa bắn đảo tú kiêu tằng nay trên đỉnh núi Pha Đin thịt lớn trong gói ta quyết định rằng trông vào ngọn lửa đoạt lấy hết toàn. Đảo chủ, em xin có ý kiến ạ. Đảo chủ hãy cho phép Tiểu Long này làm đại tướng tiên phong lao vào biển lửa mịt mù kia để mà giành vật phẩm với hề dâng cho đảo chủ ạ. Tất cả bác quân ra cầm tay nhau bày binh bố trận, quyết định xông vào ngọn lửa cùng hát bài ca đốt lửa chai hát luôn. Cắt bùng bùng cắt bùng bùng cắt bùng 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 đốt lửa hồng đốt lửa hồng thôi nha. Bây giờ là bỏ game đi nhá. Thực tế này bây giờ nhá, anh em mình là đang ở trên đỉnh núi Pha Đin, nó đẹp tuyệt vời như ở trên thiên đường rồi, đúng không? Ngọn lửa này là tất cả chúng ta là cùng nhau thịt con lợn này, rồi sau đó là ăn chơi xong thì là chúng ta quyết định sẽ xuống biển. Là đúng 30 Tết chúng ta lại cắm trại ở biển. Tìm cái biển gì nhỉ? Đi thích cái biển nào, móng cái hay là biển em có ý kiến. Đồ Sơn. Đồ Sơn à? Đồ Sơn. Đồ Sơn mênh mông là thế, để anh đi mãi không về. Cái này của Quảng Ninh nhưng mình đã hát sang Đồ Sơn. Thịt đã. Mang đã thịt đi. Đã chủ để em. Cho nên mình đã có bia cắm mèo với nước ngọt Abed. Còn bây giờ là đảo chủ tính thế này,
mặt trời sắp xuống rồi, cho nên là Cảnh Gọn đấy với lại là Long và Phượng ba người vào trong chợ quê, chợ làng chài trong kia cả. Đấy, trong đấy có rất nhiều hải sản thơm ngon, ba người mua thật nhiều về đây để tối nay chúng ta đốt lửa trại nướng. Còn hai người đẹp nghe đây, mình chơi game cũng như là ngoài đời, mà ngoài đời nó cũng như trong game thì đó, cho nên là mình phải có phương án hai. Chính vì thế cho nên là Huyền Trang Công Chúa cùng với lại Phương Nương Nương, hai người đẹp tìm ngay một cái quán cơm bụi hoặc một cái nhà hàng nào cũng được, mua thật nhiều thức ăn làm sẵn mang về đây. Đấy, tâm lại đi đâu. Ở biển cảm giác sướng thật. Hôm nay mình lại được ở biển, ngủ một đêm ở ngoài biển đúng là sướng. Đã có gì luôn, mày đã nghỉ hết rồi. Miu ơi, mua được cá chưa? Không mua được cá. Thế còn Hiền Đệ, Hiền Đệ có mua được cua không? 10 con cơ á? Thế về tay không? Ôi giời. Thế Huynh có mua được mực với bề bề không? Nay 30 rồi, làm gì có ai đi đánh bắt đâu mà mua được. Kiểu này thì biết nói gì với đảo chủ nhở? Mà tối nay chả biết ăn cái gì nữa. Thế bây giờ nó không có thì biết nói cái gì? Bây giờ theo em cứ về báo cáo. Tính tiếp. Tôi đi về đi. Đã. À, quán cơm đây rồi. Mình vào ăn cơm đi. Dạ con chào cô ạ. Cô ơi, cho con đặt ít cơm để con đưa về ăn ạ. Hôm nay 30 Tết là hết đồ rồi, không bán. Người ta đặt hết rồi. Thật thế hả cô? Cô cho con ít món. Một ít món nhưng mà người ta đặt hết rồi, không có món đó. Bước tới đồ sơn móng sẽ tà, cỏ cây trên lá đá trên hoa, lang thang dưới cát cong vài chú, lạc đác bên sông chợ mấy nhà. Không bán, không có. Không mua gì. Ôi hai người đẹp thế này mà cứ bao nhiêu cái quán cơm, bao nhiêu cái quán nhà hàng mà chẳng nghĩ ai không mua được ít cơm bụi như này, ít cá kho. Dạ không được đâu nhá, phạt nhá, tối là không cho ngủ chung nữa. Thôi rồi, không hoàn thành nhiệm vụ thì uống tạm nước ngọt ăn bét đi. Rồi ba chàng lính của lớp kiểu gì chả mang hải sản với lại là những đồ ngon về đây. Đây rồi, về rồi. Chiến lại phẩm đó hả? Tình hình hôm nay 30 Tết, cha đi đánh bắt gì bọn em đi khắp chợ cũng không được cái gì luôn ý. Thật thôi, em nhận được một ít cỏ sò điệp ấy. Cho một á? Chết, cả chợ không tìm thấy thật ạ? Cả chợ không có hàng nào? Thế này 30 mọi người nghỉ hết. Vào hàng quán cơm người ta cứ không mua được. Bây giờ rất là đông người mà không có đồ nhậu không được, có bia Camel, có nước ngọt Abet rồi mà lại không có gì ăn, tức là không được. Mình phải tính hai phương án thôi. Phương án thứ nhất là đi ăn xin. Mình nhìn đẹp trai này đi ăn xin không được. Mình sẽ đi săn. Cho nên các em nè. Đó. Ăn uống no say xong hai chàng trai khỏe mạnh nhất sẽ xuống biển săn bắt. Cái Cảnh ơi, anh còn bắt được cá, anh muốn làm gì em cho. Anh Long ơi, một con cá là một đủ hơn. Con biết xuân này mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào rộn ràng trên báo cáo đảo chủ. Ôi, đảo chủ ơi,
có phải là săn được một con cá rất là to mang về đúng không? Vâng, không đâu. Mai anh ấy vẫn mò bẫm ngoài kia, vẫn chưa bắt được gì. Vẫn đang mò bẫm. Không bắt được cái gì? Không bắt được cái gì ạ? Ủa thì không bắt được cá thì phải bắt được cua chứ. Không được gì luôn đấy ạ. Thế ốc với lại là ngao sò không bắt được gì à? Không được gì luôn. Bảo rồi, gọi là hai sư đệ còn kém nữa. Kỹ năng ở trong game nó khác với kỹ năng ngoài đời. Muốn là sinh tồn ấy là phải có cái kỹ năng cao siêu rồi chỉ có đảo chủ mới làm được. Bây giờ nhá, tận tay đảo chủ sẽ ra ngoài mùa của bắt đầu. Nhưng mà nói thật với ba người đẹp, đảo chủ là uống bia Camel và hai ngày hôm nay là giọng hơi bị gọi là nhiều đường. Cho nên là bây giờ là các em đi đâu tìm gọi là xin hoặc mua hoặc làm thế nào một ít nước lọc về đây, chục chai nước lọc về đây nhỉ, cho mọi người uống. Tối nay còn nấu ăn một nước lọc thử. Vâng ạ. Đi đây. Đi thôi. Ấy ơi, xiên thế kia thì bao giờ mới trúng được cá. Này, các em ơi, muốn sinh tồn ấy, phải có kỹ năng, mà kỹ năng thì đảo chủ ở đây tận tay ra tay cho các em xem nhé. Mà quên nhiệm vụ là đi xin nước à? À được rồi. Nhanh lên, cứ mãi chụp ảnh thôi. Đi. Đi thôi. Ông lại chửi bây giờ. Xem ảnh có đẹp không nào? Wow. Ảnh đẹp nhờ. Xinh thật đấy. Đấy. Xinh thế. Ngoan đấy. Anh mình đi xem thử đây nào. Ok anh, chào chúng ta. Này, bác cô kia. Dạ. Chị ơi. Bác cô biết bãi biển của nhà hay không? Có chuyện gì vậy anh? Bãi này à. Bãi này bãi nhà anh. Không phải dịch chạy đâu phải thật. Làm sao? Điện thoại ạ. Làm sao? Trông nào? À không không ạ. Không. Chỉ có ba bọn em thôi. Chúng mày đến đây dịch chạy trên bãi biển nhà tao mới mất tiền. Hả? Hôm nay một cái điện thoại là còn nhẹ đấy. Sáng mai tao quay lại, chúng mày còn được chạy đây. Mày cô đọt đấy. Anh làm sao? Hốt hồn thì chúng mày không chạy nhá. Tao quay lại còn được chạy trên đời đấy. Đây từ này anh em bố mới đang đói đấy. Hôm nay cũng 30 Tết rồi. Mà đây là ngoài đời phải trong game nó điện thoại mình mua lúc nào chẳng được. Mà đánh nhau tụi nó chẳng may không phải đầu cũng phải tai anh ạ. Chết từ đấy giờ ta định nghĩ ta đang ở trong game. Ta đang thống quân đi đánh trong game.
hóa ra là thực tế. Mà anh bảo hôm nay là 30 Tết rồi, với lại hai thằng du côn nhìn nhỉ, nhìn nhỉ, dáng nó bậm trợn thế kia, tóc không có tí nào trên đầu, nhìn đầu trọc thế kia, nó đấm phát chết thôi. Cho nên là mình chỉ có hỏi vị quý cho nó. Còn chồng sẽ mua cho vợ một cái điện thoại khác sau nhá. Bây giờ thì chúng ta gọi là rút quân về trại, về trại nghỉ ngơi. Tối nay tìm cái gì nướng ăn, có khi là phải tìm chỗ nghỉ khác, chứ cái chỗ này có khi ta thấy không phong thủy cho lắm. Nó không phong thủy nên nào, rút. Nào con ăn cơm đi, bà xúc cho con. À không, con không ăn đâu, con nhớ bố mẹ con lắm. Bà cũng nhớ bố mẹ con mà. Nhưng mà thôi, con nghe bà, con ăn một chút thôi để bà cháu mình còn đón giao thừa nhá. Không, con không ăn đâu, con nhớ bố mẹ lắm. Sắp giao thừa rồi, không biết giờ này chúng nó ở đâu nữa cơ chứ. Những năm trước cả nhà đoàn tụ vui vẻ như thế, bà thương con lắm. Sao chúng nó lại nhẫn tâm nó đẩy hai mẹ cháu mình như thế này cơ chứ. Anh ơi. Ơi. Em đói. Anh cũng đói lắm. Em nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ những giây phút giao thừa mà được sum vầy cùng với gia đình. Em có nói thì anh mới dám nói. Anh cũng nhớ nhà lắm. Anh nhớ bố mẹ, nhớ những giây phút gia đình sum vầy bên nồi bánh chưng để chờ đón giao thừa mà. Thế anh có nhớ cái giây phút giao thừa năm ngoái mà em và anh cùng nhau canh nồi bánh chưng không? Anh nhớ chứ. Nào 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 nào, chồng thêm nước nhá. Ôi. Lại nhỉ? Không biết là đã chín chưa nhỉ? Wow, mùi bánh chưng thơm quá. Thế à? Để anh xem thơm hay không nhỉ? Cái anh này. Có sao đâu, mình yêu nhau cơ mà. Bạn này. Dạ. Nàng ơi, nàng có nhìn thấy ánh trăng trên cao kia không? Ánh trăng trên cao kia, đêm nay phong cảnh thật nên thơ hữu tình, làm lòng ta sao xuyến. Tiểu Long xin thề với nàng rằng đời đời kiếp kiếp này ta sẽ mãi mãi yêu nàng, chỉ đến khi nào game over mới thôi. Ai thế này? Bố sai chúng mày trông bình chân hay là chúng mày định vượt rào thế hả? Ôi giời, bố sai bố. Con trông đổi bánh chưng mà. Tớ biết rồi, anh là anh giỏi lắm đấy, anh giống bố anh hồi xưa lắm đấy. Thế ạ? Ôi bố ơi, xây thành đắp lũy con còn làm được, vượt rào có là cái gì? Này, bố thấy hai đứa yêu nhau không thiết lắm. Vâng. Con về bảo bên đấy, thưa chuyện bên đấy sang bên này, bố nhất trí cho hai đứa cưới nhau đấy. Ê, bố vui quá bố quên. Mình là nhà trai, mình là đàn ông, mình phải mạnh mẽ lên bố, mình phải chủ động. À, bố quên. Con về con nói chuyện với bố mẹ con, mấy hôm nữa bố với thằng Năm sang xin ông bà đấy cưới cho con về với thằng Năm. Ui, con cảm ơn bố ạ. Đấy, em nghe thấy bố nói gì chưa? Này, đã. Bây giờ hai đứa phải trông bánh chưng cẩn thận đấy nhá. Vâng. Nếu mà cháy là chết với tôi đấy. Bố cứ yên tâm, bố cứ vào nhà nghỉ ngơi nhá. Thế định cưới thật à? Thế thì không cưới thì đùa. Mà này nhá, Tiểu Long nói với nàng thế này nhá. Không những cưới mà sau này Tiểu Long sẽ thương yêu nàng hết mình. Tiểu Long sẽ không những cưới nàng mà lại còn cưới thêm thật là nhiều vợ để lo cho nàng nữa. Nhiều vợ? Nhiều vợ đấy. Anh ơi, nhìn nhà người ta kìa, quây quần cùng nhau đón giao thừa, thật là hạnh phúc.
Em muốn về nhà. Ừ, mình về nhà đi. Để anh sang nói với đảo chủ, tất cả chúng ta đều về nhà. Giây phút đón giao thừa bên gia đình mới là giây phút thiêng liêng nhất đấy bạn. Đi. Đánh. Đánh. Ôi nhá. Về nhà đón giao thừa thôi. Về nhà hả? Ừ. Về thật á? Ừ. Ôi, em nói thật đấy. Em còn sợ không có nhà để về. Không có nhà thì hiền đệ sang nhà anh hoặc sang nhà đảo chủ cũng được. Anh hứa nhá. Ừ. Em sang nhà anh nhá. Ừ, sang nhà anh nhá. Ê, dậy bơi. Dậy. Đỡ lạnh hơn chưa? Em cứ thấy trong người làm sao ấy. Sao? Bị nôn nao à? Không. À thì chết. Hay là cả hai ngày hôm nay uống nhiều cái nước ngọt Abet quá. Em bị đau bụng hả? Không phải. Thì sao? Là anh nhìn ngoài trời kìa. Hả? Bây giờ chắc cũng nửa đêm rồi đấy nhở? Ý, nhìn đồng hồ thì biết sao phải đến. 10 giờ, 2 tiếng nữa mới 12 giờ. Thì đúng là 2 tiếng nữa. 2 tiếng nữa là giao thừa rồi anh ạ. Ờ nhỉ. Chết đấy. Anh quên mất. Đêm nay là đêm 30 nhỉ. 2 tiếng nữa giao thừa rồi. Mà không biết là ở biển thế này có ngắm được pháo hoa không ấy. À, từ khi hai vợ chồng mình có bé Bi, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng mình để con ở nhà xa cả mẹ. Lần đầu tiên chúng ta không ở bên nhau đón giao thừa đấy anh. Đến trong tìm cả nhà mừng ngày Tết, cứ chung vui cùng nhau ăn mâm cỗ xinh tươi, cùng nhau ăn ăn mít Tết mà cùng nhau đi đi lễ chùa. Chúc mừng năm mới mẹ ạ. Mẹ ơi, giây phút giao thừa đến rồi, vợ chồng con kính chúc mẹ là năm mới tràn đầy sức khỏe, và năm nay là mẹ cứ vui tươi yêu đời để vợ chồng con là làm ăn thật tốt, xây cái nhà thật to cho bà. À, con có chút tiền mừng tuổi cho bà. Lấy lộc ạ. Con mừng tuổi bà. Dạ. Mẹ xin, mẹ cảm ơn hai con. Như này nhá, mẹ cũng có một chút này, mừng tuổi cho con dâu này. Ừ, con trai. Ôi, con cảm ơn mẹ. Đây là con cháu nha. Ừ. Năm nay á, làm ăn là phải bằng năm bằng 10 năm ngoái nhá. Kiểu gì sang năm ấy, sếp con cũng sẽ đề cử con lên cái chức phó giám đốc hoặc là giám đốc chi nhánh. Con sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà gọi là khang trang và đẹp nhất xóm luôn. Mừng tuổi cho vợ yêu nhá. 1 triệu. Cảm ơn chồng. Hơn mẹ rồi nhá. Nói đùa thôi, là mẹ có 10 triệu nữa. Ra Tết rồi con lại đưa cho mẹ tiêu. Bây giờ thì xong cái màn gọi là mừng tuổi rồi, thì cả nhà mình thưởng thức cái mâm cơm mà vợ yêu của con là tận tay nấu đấy. Ăn đi ạ. Vâng. Ăn đi thôi. Nào, đưa con trai. Đây. Ôi ơi, này, thịt gà tận tay vợ nấu đấy. Nào, mời vợ, vợ ăn đi. Nào, ăn đi. Ngon không? Nhé em. Em ơi, anh bảo này, vẫn còn kịp em ạ. Kịp gì đấy? Kịp về nhà, còn 2 tiếng nữa cơ. Anh nghĩ là chúng ta lên xe, anh sẽ phóng chuyến xe thật nhanh về quê.
cùng mẹ baby và bà đón Tết, đón giao thừa em ạ. Nhá. Em vui quá. Thế thôi, bây giờ mình dọn luôn đi, xong mình về nhá. Mình bảo mọi người tất cả cùng dọn luôn, về quê ăn Tết, không có giây phút nào hạnh phúc bằng giây phút cùng nhau đón giao thừa với tất cả mọi người trong gia đình. Nhanh đi anh. Đào chú ơi. Đào chú ơi. Đào chú định đi đâu thế? Đào chú. Chúng em muốn về nhá. Đào chú cũng định về nhà. Các em nghe đây. Ta đào chủ quyết định như thế này. Tất cả chúng ta dỡ trại về nhà. Đào chủ quyết định rồi đấy. Còn bây giờ bà gọi chúng ta về nhà. Về với bố mẹ. Về với gia đình.